defeats David Thunder, Mr. Tie, and Two Feather Eye. Stop in my mind. Bánh lăng xê đây, tôi trộn mồi cho vừa được một lúc xong phát đã con thứ tư rồi, nhấc một phát lên luôn không có nó dãy lậu ngoài đấy. Đây sáng vừa trộn mồi cho em nó đi đây, hôm nay toàn chui to đây anh em ạ, chui toàn 5 cân đây này, đây này 3 con nữa này, thế là 4 con trôi rồi. Mày câu, mày mua mồi câu lục thì mày câu lục đi, cần lăng xê gì. Ừ đấy. Đấy mày mày câu thẳng ở chỗ đây ra này. Đây anh em. Hàng đây. Cái gì là cái gì này, thính câu lục à? Nghe có vẻ dữ đấy. Đã được tiếng chưa Hải? Sói. Gần tiếng là 4 con thôi, từ giờ đến trưa làm đầy cái túi đấy rồi bảo thằng Trinh nó mang cái bảo thằng Dinh Trinh nó mang cái 2,5 tấn nữa xuống chưa? Gần tiếng làm 4 con. Bịt mẹ, thằng Nghĩa say bảo mang túi xong mãi không mà. Quên không mang túi đi. Nhớ đâu, túi hôm nọ Nghĩa mỏ nó cầm cá về đấy. Thay đi sói. Đây lăng xê đây anh em. Em thay đi. Thế là hôm nay chuyên có vẻ chuyên nghiệp gớm lắm để sẵn ở đây. Tốc độ. Em có thể môi này vừa không? Mẹ cái đây là cái này bị gãy. Mất một lưỡi gì? Hai lưỡi, một lưỡi gãy, một lưỡi đứt. Cá chim nó cắn. Đánh ở trong đấy cứ khóa máy vào, chặt chặt tí không còn là nó lôi mẹ vào, lăng xê vào trong. Úi dồi, lôi ra tí cũng dính cọc. Thôi, thôi thôi thôi. Đẹp càng chết. Bắt đầu con này nó nhằng 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 cái lơ mắc ở trong đấy đấy em ạ. Mẹ lại đứt dép mẹ. Thấy ông kia đây, ông nào được con nào chứ hay mỗi mình được. Ông bên kia chưa được. Đâu nhỉ? Đến lúc cá kéo xem nó lôi như nào.
Đây bà con, cái hướng dẫn trộn mồi thì hướng dẫn quá nhiều rồi. Đây, tôi trộn cho anh em xem này. Trộn cho thằng cu em sáng nay nó đi câu này. Sáng chủ nhật tuần trước cũng đi câu và chủ nhật tuần này cũng đi câu đây. Mồi nó chỉ nắm nó chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái một tí thôi. Đấy, nó vừa ném xong rồi tôi sẽ để trực tiếp đến cái lúc lôi cần xem bao lâu. Đây anh em đóng hàng luôn rồi. Có vượt không nhỉ? Anh giao em vượt này. Anh con này sợ đấy. Ơ, có cái cán vượt đâu đấy. Tiếng đồng hồ 5 con rồi. Mày vừa lắp được cái vợt này. Lúc nãy em ném ở ngoài nó cũng ăn mà.
đây ngon. Cầu ông Lượng ông cho mấy viên đá ngày tan mẹ hết. Đá ở đằng đất. Sao em nhỉ? Không ai đẹp rồi mà. Chọn ngày à? Chọn ngày à? Hôm nào đi cũng rực rỡ nhất hồ. Ông ở đây. Đấy anh em, tiếng đồng hồ 5 con rồi. Giật tung cần. Vừa có bạn gọi điện bảo đợt trước câu thì nó ăn, bây giờ câu nó không ăn nữa thì vẫn muốn lấy mồi. Tôi bảo thôi, tốt nhất là không nên lấy. Mà lấy có 5 lạng, 5 lạng thì tôi không chuyển. Ít nhất là tôi phải 1 kg trở lên. Đây, tôi cắm xích cái chân quay này ra để cho cảnh nó được xa. Anh trèo lên cây anh quay. Rồi ok. Hôm nay ánh sáng khá tốt này. Ok. Đây để anh lấy dù anh lối vào những cái đất, cái nào đất trong cốp xe của anh. Chỉ quá bất mẹ là tắm xe nữa. Hai lưỡi. Một cá, một cá ở một chùm. Một cái bị gãy, một cái bị đứt. Ở đây vẫn còn một AC sao mà. Sao không câu sắt bờ tường trong kia? Không ném được anh. Không ném tới á. Em được lục sang đấy á? Không, không phải là ông mồi không ném tới. Thank you.
cắt được một phát là đỡ đâu. Bằng tay em về. Chìm vào cái đấy thì tắm chìm ngay. Đi đúc à? Cầu đài sau ấy cắt ra. Bỏ lên đây quay nhé, tí xem bao giờ thì ăn. Bao giờ thấy lôi cần xịt 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 rồi. Ok anh em, úi giời, chỗ quay lý tưởng. Bao giờ đồ này cứ bị ngồi xuống đứng lên nó hóa cả mắt, tối sầm mặt. Thời tiết là một, máu không khu lên lên cái tượng não. Đi đến muộn nhất hồ nhưng mà rực rỡ nhất hồ. Cái này mà máy này mà bỏ hộp bên kia để làm gì?
Anh em mà câu ở chỗ này là tôi ném mồi câu sát vào rễ tường. Thế là tôi bắt buộc tôi phải khóa máy lại. Thế nên là anh em không nghe được tiếng máy kêu. Nếu mà tôi không khóa máy thì cá nó lôi một phát là nó sẽ đâm vào cây và nó cuốn vào cây và sẽ mất lăng xê và mất cả cá. Thế nên là bắt buộc phải khóa máy ở đây. Khóa máy thì nó cũng có cái hại đấy, là ví dụ như kiểu dính cá chim ấy, như em lúc nãy câu ấy thì bị nó cắn đứt mất dây. Đứt mất một cái dây chim cắn đứt mất. Dây dù đấy, là đây là dây dù mà cá chim vẫn cắn đấy. Trôi mới chép thì không bao giờ đứt được, chỉ có cá chim thôi. Tầm một tiếng đồng hồ được, gọi là chưa được một tiếng đâu, cho nó một tiếng đi, được 5 con rồi anh em ạ. Đấy, tôi vừa ném xong đấy, trực tiếp luôn. Đến cái khi nào mà cần nó kéo thì thôi, thì tôi sẽ quay. Đấy, tôi chỉ xuống tranh thủ một lúc thôi xong rồi. Tiêm như là ông tiêm chân quý to bự to đùng. Cứ dính khoảng tầm trôi nhưng lúc lại nó giật tung cần. Đúng rồi. Nhưng mà em con kia dự tất công cú, nồi bong ngay. Con chim anh Tuấn một không ra nhanh là nó lao một tí tầm kia. Chả mắc cây rồi, nó cây. Đúng lúc anh kéo một phát nó lật ngửa người lên, nó lại lao tiếp vào kia. Đấy, không mà.
Đấy anh em đóng hàng rồi, cô em nó đang dòng đây. Hai con liền nhưng mà bị bung. Bung. Con gì đây? Ui giời ơi, con này. Cẩn thận nó vít vào gốc cây nó hỏng. À trôi. Anh tưởng to thật. Ôi có cần vật không, có quẩy lưỡi. Mấy lại. Phát nhấc thẳng. Cho nó mềm mềm người đã. Rũ thôi, quẩy lưỡi. Đấy, hôm trước có một ông phản ánh là câu con cá trôi, con cá... Tôi chả biết ông lưỡi ông kia kiểu gì mà tôi câu con cá trôi, con cá chấm, chép, à con trôi. Lăm lạng nhấc lên oai lưỡi đây, nhìn này anh em này, nhìn này. Con trôi này ít nhất phải 7-8 lạng. Đây, con trôi ít nhất 7-8 lạng, thằng em nó vừa nhấc bổng một phát thẳng lên luôn. Lưỡi đây. Đây em móc ra anh kiểm tra cái lưỡi kìa. Ôi, cẩn thận. Đây là nhấc thẳng lên bờ nhưng không vượt viếc gì đâu nha anh em nhé. Đây. Đây lưỡi câu này. Đây anh em nhìn này, lưỡi câu này không bị oải một tí nào luôn. Đây nhấc thẳng lên bờ đấy, mà trong khi đấy con cá gần cân. Gần một cân mà nhấc thẳng lên bờ, trong khi đấy ông kia là câu con 5 lạng và lưỡi thẳng tưng thì tôi chịu. Tôi kêu là lên đây để tôi test, tôi kiểm tra cho mà xem thì kêu thôi. Rồi ok anh em, giờ tôi nắm mồi để làm tiếp.
Ngồi nói vui nào thì đéo sao thì mẹ nói vào phần vẫn lộn thì nói toàn mình bảo không chơi bài gì chơi thì đối chứ mày nhận nói thế đấy ông bảo gì nói thế ông à. Điện thoại hết bộ. Phi thủ bung rồi ạ. Nhà bác con ơ bung rồi. Nhà bác con vẫn còn, vẫn thấy kéo mà. Lấy vơ đâu? Ông vơ này về quật đấy, kéo lên thoát nào hết ông vơ. Lấy em về vơ.
Chạy mẹ vào, chạy mẹ vào đây rồi. Người trắng tinh này. Đây, nhìn chưa? Đây. Đấy. Đấy. Mắc rồi. Mắc vào cành. Lăng xê, chết mẹ mày. Em tháo móc khóa ra để anh lôi dây cước. Tháo móc khóa ra để anh lôi dây cước lên. Nó bị cuốn một vòng quanh gốc cây. Con thứ 6 nha anh em nhá. Đây là do cái này là ném ông bơ nên tôi không dám nhấc thẳng. Đây là lưỡi câu ông Nguyên Si để đóng thẳng mồm này. Tí mất một hồi. Ui móc mẹ kia rồi. Đấy có được không hay rứt. Anh như gỡ. Anh gỡ cái lưới rồi. Nó đi đây để thằng Hải nó gỡ cho. Đây con thứ 6 anh em. Đấy. Ok. Ui, nó đóng như này có... chảy vào mắt lại còn có ngạnh nó khó gỡ. Bác có kìm không mà bác? Đây cái bạn nó hôm trước bảo cá nó nằm lặng quái thẳng tưng vào xem video đây nha. Chả dầu vào. Quay ngang máy đâu anh? Ui, to đấy. Con này phải lừa lặng. À nhau, cân. Tâm chép thì nó sâu cái gì vậy? Ngoài kia vậy? Chép củ đấy. Quay tay, quyền nghiệp đấy. Ôi, đi tay thật. Vướng, vướng, vướng. 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 Không vướng đâu, nó tít cước nó tít ngoài kia mà. Hết bộ lý nhớ rồi. Vâng. Cho nó chạy ra. Đập nước ấy, đập mạnh. Đó, chạy ra đây rồi. Thế mẹ còn nhớ rồi. Đây nó vẫn chạy chạy vào là to đấy. Ui giời vòng 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 ngọn kia. Vợ vợ vợ. Nên em thôi. Cẩn thận này, anh cỡ thì anh vào tay. Được rồi. Nghĩa quay này hỏng mắt chắc là bị câu vào nào không? Đúng không? Được rồi. Video vẫn chạy gì? Thôi anh em ạ, tôi bị hết dung lượng rồi, tôi không quay phim nữa nha. 7 con rồi. Hơn 1 tiếng được 7 con rồi. Ok anh em. Điện thoại báo hết dung lượng. Rồi anh em ạ, đây cần cong vút đây. Em đóng máy một tí không nó chạy vào cọc ấy. To không? To à? Con này ít chừng số này gần cân. Cẩn thận nó đổ vào cọc. Có cần vợt không? Ủa, chạy lên, lên, lên. Chim ngửa ra. Chạy mẹ ra chỗ cướp của anh. Em cứ lôi. À trôi ra. Đây tôi vừa xóa bớt mấy cái video đi. Em cứ xong đi kệ.
Đấy, cứ dòng thẳng đây rồi. Trôi à? Nhấc nhấc. Con này nhấc nhấc. Nhấc được, nhấc nhấc được, nhấc được, nhấc được. Thôi 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 không. Đi dậy thế. Thôi thế sục sục vật đi cho chắc. Từ 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 từ. Anh cứ để đấy để. Anh cho vật ra đi không nó vướng. Không nó mắc một vật là hỏng đấy. Tại con này nó dễ quá chứ không có thì bỏ cẩu phát lên đi mẹ. Này lăng xê ăn liên tội anh em. Con thứ 8 rồi, tôi vừa xóa đi mấy cái video để có dung lượng quay tiếp đấy. Ui, sục. Sục rồi nhá. Không, đừng, đừng, đừng. Đấy, lúc nào rồi nó ngửa như thế rồi vớt. Đấy, đấy, đấy. Ui, đấy, đấy, thôi, hỏng, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Đấy, đấy, đấy. Anh chứng tỏ là không đi câu. Em có đi ra đâu. Đó là không biết vật. Vật ở đấy chỉ cần lưỡi câu nó mắc vào cái kia phát nó mất cá ngay. Nói con thứ 8 trong vòng 1 tiếng rưỡi là con thứ 8 rồi anh em. Này, con cá thứ 8 cô em vừa thả xong. Đây, 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 anh vặt. Đi tiệm. Này to vết. Này tầm cân gần cân. Đấy. Có một cân quánh trộm cả cái ống bơ. Ôi trời, mày lôi ra được. Cứt. Yeah. Ngon này con trôi ngon. To đấy, con này to đấy. Con thứ 9 anh em, con thứ 9. Con thứ 9. Con bằng thế không? Con này giết ác thật. Con này em lừ cho nó bớt dậy đi xong rồi em nhấc phát thẳng lên bờ nhá. Không cần vật đâu. Để anh quay cho anh em xem đây này. Cá tầm này nhấc một phát thẳng lên bờ luôn kia. Gò dao mắc vào bì. Nhấc cháu phát lên. Đấy, này, anh em nhìn này, đây này, cẩu một phát lên thẳng bờ nhá. Cho nó đỡ rằng một tí. Rồi. Phát thẳng bờ luôn. Ui vướng cây. Ôi. Ôi. Ok. Đây anh em này. Đây này, nhìn nhá. Đây cá đây nhá, khoảng tầm 8 lạng. Đây mà cẩu như thế mà thằng em nó còn dính mắc cả vào cây. Mà lưỡi câu vẫn còn nguyên đây này. Đây anh em. Đây lưỡi câu vẫn còn nguyên, không ngoài một tí nào luôn. Thế mà cái ông bảo câu con cá chấm 5 lạng lên đây mà xem. Thế cho nó nhanh nhá, không nói nhiều, còn ba thành phần bị tôi chặn rồi. Tuy lấy đồ của tôi thế nhưng mà tôi vẫn cứ chặn. Nhưng mà phải lấy với cái kiểu thái độ kiểu dạng phá hoại. Rồi không chấp. Này. Đây nhá. Tầm 8-9 lạng nhấc một phát thẳng lên bờ luôn. Không phải bợt biếc gì cả. Anh em nhìn thấy chưa? Cái bộ lăng xê đó. Tôi đã bảo rồi. Cứ tầm 1 cân thì nhấc thẳng lên bờ. Thôi ok, dừng quay để clip sau quay tiếp không lại hết dung lượng. Đấy anh em. 1 cân này, 2 cân này, 3 cân, 4 cân, 5 cân, 6 cân là tôi, nó là 7 cân.
7 cân, mà trong khi đấy bọn anh em tôi súng muộn, anh em tôi súng muộn hơn. Mà rực rỡ nhất hồ đây. Cả con Rufi nữa là 10 con rồi. Hôm nay toàn cái loại khớ khớ thôi. Toàn tầm cân. Anh ơi, em vừa ném xong thì phải đóng luôn. Ném chưa được 5 phút. Mất đây. À, thằng quê em quay đây. Bảo mày quay mặt ở đây. Quấn ánh cước nghỉ ra bên này. Chim. Chim thì phải vợt, khả năng phải vợt à. Không có là ấy. Không có là cắn đứt dây dù. Để như cho xoáy bố trí đi để anh coi kịp mà tin này là ngon rồi. Tháo khoán hết rồi. Tháo khoán hết rồi. Hôm trước con lúc mà vụt thắt chỉ trúng mồm mới chẳng to à. Con to. Quay hỏi anh vụt phát. Mang của nó cũng mềm mềm nhá, nhẹ bóp. Chim bé tí. Ném ra ngoài. Anh Tuấn, thằng Hải đó, câu ao thả vào thả về hồ. Oh, ok. Mẹ tỷ nợ của nó cắn bục lưới rồi đi ra mẹ hết thì ăn luôn. Đâm thả bớt đi. 12 con à? Ném phát giật, tung hình đi. 3 tiếng đồng hồ là 12 con anh em ạ. Lại sai rồi. Tít mẹ, to đấy. Chưa chắc. Con này to, con này to. Một phần trôi. Chim tiếp là hay lại chim à? Trôi. Rồi, vào đây. Ôi, địt mẹ, còn cái lăng xê vẫn ở đây này. Lúc anh đã tháo được, anh ngoắc mồi luôn. Lại trôi. Cẩu khéo, cẩu phát lên thì cho đỡ mắc vợt. Đưa anh cẩu cho. Khóa máy chặt và cho cước trùng xuống tí nữa. Cho chúc đầu cần xuống, chúc đầu cần xuống. Hai cẩu cho lò đi hại. Đây này, cân này. Sao lại là ông Tuấn hứa làm giúp cho nó ăn này? Không. Đấy anh, nó bảo trộn xoài xiếc dầm anh có làm. Hứa hiếp cặc. Đứt ra ấy, đau nó bật. Chắc rách mồm. Đây. Lưỡi câu không ngoài tí nào này. Đây lên thẳng bờ luôn này. Ơi. Trời. Hàng đấy chứ còn hàng đâu. Ok, đây. Quay vào anh phát anh vụt phát. Rất nhanh rồi, quả vừa xong chỉ mấy phút. Tí anh Hải thả cá rồi. Anh coi để ý coi đụt nó có đụt trên đáy không ấy. Nhưng lên này vật bị chuột cắn. Mẹ con cá chim nó mà cắn là đứt đấy. Cái gì nữa, chảy máu tay tuyết lên này. Lại phong thủy phát này. Nó mắc quá. Hơi đẹp. Để phát sau hai thằng ra ngồi lắm mồi vậy. Chắc chắn trôi. Dù phi đéo bây giờ lôi được máy kiểu đấy. Cần này khó quay. Đây. Trôi to phết đấy.
hai lạng cứ ít phải 5 lạng, hứa danh dự của mày. Bé đây, đừng quay, quay cá đâu. Ôi, cái máy câu hiện đại gớm này, không phải dù phi trôi chắc chắn. Chỉ thế thật kia là cứ vụt. Không trôi thì chim. Vụt, vụt. Đéo bây giờ là dù phi luôn. Trời ơi. Ít, mày có. Mày vật 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 vật, trôi to. Vật 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 vật. Đứt 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 đứt. Đít mẹ, mày còn trôi to. Đây 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 đây. Đấy rồi, để anh. Vẽ trôi, trôi to, con này to hơn cân. Đấy, anh em đóng trôi to rồi. Úi xe, nó lôi giòn, máy giòn kêu. Quấn cho mày. Con thứ 10, 10, 14 rồi. Câu buồn quá. Đít vẽ cho ra, dính ra cái ô này. Để cho công nó cao, thẳng cân lên, dựng cân lên em, để cho cân nó cong lên. Phi lồn trôi, nhìn búng này chỉ có trôi hoặc chim. Đấy, thấy chưa, cá chim. Cháu cần nhưng bổng lên. Mày mức hướng nào, hướng nào. Đây, 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 đây. Đây, mày luồn, luồn cần qua đây, nhưng phát qua đây. Con thứ 15 rồi anh em nhá. Không tính hai Zofi, không có là 17 con. Cẩn thận, nó mắc cái dây này nhá, nhưng bổng phát lên. Thu dây ngắn vào một tí đi. Cẩn thận nó, mà cẩn thận mắc cái dây kia, mắc cái dây kia. Cả mẹ tí này mắc cái đâu? Mắc cái dây mẹ đây này. Em nhìn thấy rồi. Cáu lên. Mẹ lên mà. Đây. Con chim khoảng tầm rưỡi. Con rưỡi lồn, con này chỉ 7 lạng. 7 lạng đây này, nhấc thẳng lên bờ đây này. Đây. Đây. Chính là tháo đi à? Ờ, ừ, lộn, người ta đang quay phim đi. Đây, để đấy, nắng quá. Em biết đâu anh ôm cháu vào đấy. Một tí ở mồm đấy này, dính mỗi tí mồm. Không cần sang mặt cháu kia, không muốn thì nắng. Tay thì cầm máy, tay thì cầm dầu cành. Ôi, thông báo anh em con thứ 15 nha, thôi phê lắm rồi, mệt. Đây, nơi máy rồi đấy. Mới nghỉ. Mấy rồi, cầm cân lên đi. Kéo đi em rồi mày. Úi, mày thả. Em nó đang câu đây, thôi tôi đi về. Mệt quá. Đến giờ là ngồi khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi. Đây. Được 16 con. Anh em xem này. Nhấc lên cho xem. Ui. Đây. Ui giời, nó phải rơi khoảng hơn 20 cân cá rồi. Thôi tôi đi về. Mệt lắm rồi. Đây lăng xe còn có một tí mồi đây. Trộn một chậu này, còn tí mồi này. Bà xe đâu bác? Thôi anh đi về đây. Ui, mệt. 3 tiếng làm 15 con, 2 con rô phi 17 con. Thôi tính nguyên con to thôi. Rồi đi về.